Anh cho biết là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây? Dạ, thưa anh, để điều chính nhất là biểu tình chống báo Người Việt. Đại báo Người Việt đã sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Báo Người Việt là Đỗ Ngọc Yến sáng lập báo Người Việt đã phải họp với tụi cán bộ Cộng sản. Cảm ơn quý anh, quý bác. Chào chị.